Chào mọi người, buổi chiều tốt lành. Hiện tại thì mình đang ở đây Việt Nam. Việt Nam, sau đó chúng ta đi qua đây là hướng bên đây là hướng Trung Quốc. Và sau đây chúng ta đi qua đây Lào. Hiện tại trời đang mưa lất phất nhưng mà đủ để mọi người chụp hình. Rất là đẹp. Đoàn của mình hiện tại đã tới cực Tây A Ba Chải. Đây. Ngắm cảnh nha. Tuyệt vời. Là nữa nào hôm vậy, cái hướng này là hướng bên Lào nha mọi người. Bà con ơi, hướng bên Lào. Điện thoại hơi cùa bắp một tí xíu. Coi có lắc thì đừng có la nha. Vì hướng bên đây là Trung Quốc. Trung Quốc. Mấy bạn đang chụp hình rất là nhiều. Trung Quốc xong mình đây hướng về Việt Nam. Mình đang ngang ở độ cao này là khoảng 1.866 m so với mực nước biển. Núi non hùng vĩ. Sau một cái quãng đường dài đi bộ nè, đi xe máy nè, vô cùng nguy hiểm. Đây, bạn trẻ. Xin chào. Thì mọi người đã tới đây. Xe bus yêu thương. Hello. Đẹp xuất sắc luôn mọi người. Lên đây là một núi non trùng đẹp, thấy không? Mày. Quá đẹp. Chỉ nói một từ thôi. Wow. Đẹp quá. Quá đẹp. Đẹp quá mọi người. Chào, kết thúc.